Sau khi huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chia tay câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương trước thềm mùa giải mới, ban lãnh đạo của đội bóng này đã quyết định gửi niềm tin vào Phạm Thị Kim Huệ. Hoa khôi một thời của bóng chuyền Việt Nam trước đó cũng đã gắn bó với đội bóng Ngân hàng với tư cách cầu thủ cũng như trợ lý cho huấn luyện viên Tuấn Kiệt. Tài năng và sự may mắn của Kim Huệ khi còn thi đấu đỉnh cao là điều không phải bàn cãi, kể cả trong màu áo câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, với nghiệp huấn luyện viên thì may mắn có lẽ chưa thực sự đến với Kim Huệ, bởi thời điểm cô trở thành huấn luyện viên trưởng của Ngân hàng Công Thương cũng là lúc đội bóng này gặp khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nhiều trụ cột chia tay đội bóng trước thềm mùa giải mới khiến huấn luyện viên Kim Huệ giờ đây chỉ còn biết đặt niềm tin vào lứa cầu thủ còn rất trẻ, bởi tài chính cũng chưa cho phép Kim Huệ có được những tân binh mà mình mong muốn. Thực ra là về quân số, tại vì bây giờ đội hình càng ngày càng mỏng manh, cũng như là các cháu trẻ thì vẫn còn non quá, mình chưa thể nào mà mình ép các cháu vào sân thi đấu ngay được. Nhưng bên cạnh đấy thì mình cũng gần như bồi dưỡng gấp rút để cho các cháu có được những cái lúc mà để có thể thay ra thay vào khi mình cần. Thực ra thì ai cũng vậy thôi, khi đã lên trường thì bao giờ cũng rất là sức ép về cả áp lực tinh thần cũng như là áp lực tâm lý khi cầm quân. Mà nhất là trong cái lúc mà Ngân hàng Công Thương lực lượng đang rất là mỏng như này, bản thân tôi cũng cảm thấy rằng là rất là quá sức đối với mình. Nhắm thì nhắm nhiều lắm, nhưng quan trọng mình có tiền để lấy các cháu hay không thôi, các em hay không thôi. Thành ra là tôi nhắm thì tôi cũng đã nhắm 4 năm vận động viên rồi. Thế nhưng mà cái quan trọng bây giờ là trước mắt là mình có thực mới vượt được đạo. Mình phải có tiền để lấy quân thì lúc đấy mình mới dám khẳng định được rằng mình sẽ lấy ai. Mặc dù nhận nhiệm vụ rất quan trọng vào một thời điểm cũng rất khó khăn, nhưng những người trong cuộc vẫn tin vào tài năng của Kim Huệ. Tất cả vẫn luôn hy vọng những kinh nghiệm và thành công mà Kim Huệ làm được trong hơn 20 năm thi đấu đỉnh cao sẽ được cô truyền đạt cho các đàn em và cũng là học trò của mình. Quyết định của chị Huệ là mới đây, nên là mặc dù là em cảm thấy là chị là một người vận động viên rất là tài năng cũng như là một tượng đài, thì em nghĩ rằng là sẽ là một làn gió mới cho đội Việt Tin Coseco của bọn em. Thực ra thì tôi cũng là hình mẫu của các cháu để phấn đấu vươn lên. Thì tôi cũng chỉ mong rằng là các cháu, cái đầu tiên mà các cháu học tập được ở tôi ấy, đó chính là cái tính tự giác chuyên nghiệp khi mà mình chơi một môn thể thao chuyên nghiệp như này. Thì còn về chuyên môn thì bản thân tôi học được những cái gì và có được những cái gì từ chuyên môn thì tôi truyền đạt lại và dạy các cháu lại hết những cái mà tôi đã có. Một vùng biển lặng sẽ khó tạo ra một thủy thủ giỏi. Hy vọng những sóng gió sẽ biến Kim Huệ trở thành một huấn luyện viên rắn giỏi. Chiếc cúp vô địch U23 quốc gia của Kim Huệ cùng với các học trò ở mùa giải năm ngoái và sự nghiệp thi đấu chói sáng của cô khiến cho các sếp của Ngân hàng Công Thương tin rằng cô sẽ vực dậy đội bóng trong thời điểm khủng hoảng nhất kể từ ngày đội được thành lập.